Phương này, bố mẹ cháu có khỏe không? Thời gian vừa rồi bác bận quá nên là không ghé thăm gia đình được. Cháu thông cảm cho bác nhé. Dạ không sao đâu bác. Bác bận đâu phải ngày một ngày hai. Bố mẹ cháu tìm gặp bác còn khó hơn cả gặp ngôi sao ấy chứ. Hôm nay cháu có mặt ở đây là để muốn hỏi thăm bác về khoản nợ mà bác đã vay nhà cháu. Kìa cháu, gặp người lớn ai lại nói chuyện tiền nong nợ nần ra đây, cũng mất tình cảm ra. Sự thật mất lòng của bác, chuyện bác có mượn nhà cháu 1 tỷ đã hơn 1 năm trời không liên lạc được với bác. Tất nhiên là cháu sẽ nghi ngờ là bác không có khả năng chi trả, cho nên là mày láo, mày dám ăn nói với người lớn như thế à? Tao muốn thì tao trả, việc gì đến thằng miệng hôi sữa như mày đòi. Đừng có bố láo ở đây. Bác định đi đâu đấy ạ? Nếu mà bác làm như vậy, cháu sẽ viết đơn tố cáo về cái tội chiếm đoạt tài sản đấy ạ. Thế bây giờ mày muốn gì? Đơn giản thôi, trả nợ. Nhưng mà tao không có tiền. Cháu nhớ là bác có một cô con gái vừa dễ thương vừa xinh xắn. Thật là trùng hợp, cháu cũng đang tìm một người vợ đảm đang, ngoan ngoãn, chiều chuộng và lo lắng cho bố mẹ cháu. Nếu như mà bác gả con gái bác cho cháu ấy, cháu sẽ xóa nợ. Bác có đồng ý không? Tao không tin. Nhìn mày đẹp trai người ngời như thế này mà lại dạng lắm tiền, mày thiếu gì gái? Sao phải tìm đến con gái tao để lấy vợ? Này, hay là mày bị đi. Cháu bị bệnh ạ. Cũng không còn sống được khoảng bao nhiêu lâu nữa. Nên là cháu cũng muốn tìm một người vợ để yêu thương, để lo lắng và thậm chí là muốn bố mẹ cháu vui nữa. À, những người xung quanh cháu khi mà biết tin cháu bị bệnh đều không muốn kết hôn, cho nên cháu mới... Như vậy có nghĩa là nếu tôi đồng ý gả con gái tôi cho cậu thì cậu sẽ xóa nợ, đúng không? Chính xác, nhưng cháu có một điều kiện. Điều kiện gì? Con gái bác phải hoàn toàn là tự nguyện chứ không phải là bị ép. Nếu mà có chuyện đó thì cháu xin phép được trả con gái bác về cho bác và cháu xin nhận lại số tiền mà bác đã vay nhà cháu. Được, 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 bác đồng ý. Cháu cứ yên tâm, bác sẽ đưa cháu đến gặp con gái của bác, đảm bảo cháu sẽ thích mê luôn. Đồ ngu, đồ mất dạy. Tao thay ông bố chết yểu của mày nuôi mày lớn đến từng này, đến bây giờ mày dám ăn cắp ăn trộm tiền của tao à? Sao tao lại có cái đứa con bố láo bố lêu như này chứ? Mẹ ơi, con không có lấy trộm. Con cũng không biết là tiền mẹ để đâu, làm sao mà con lấy được. Con xin mẹ đây, mẹ tha cho con ạ. Câm mồm! Cái thứ mồ côi như mày có thân phận gì ở đây mà dám lên tiếng? Tao đã nói mày ăn trộm thì có nghĩa là mày ăn trộm, nghe chưa? Cãi nữa tao bẻ răng. Con xin lỗi mẹ tha cho con ạ. Thôi được rồi. Nào. Thôi được rồi, nín đi con. Là do khi nãy mẹ nóng tính nên mới như thế. Chứ ở trong nhà này tính ai như thế nào mẹ đều biết. Mà đứa nào ăn trộm tiền của mẹ, mẹ cũng đều biết. Mẹ ơi, nhưng mà thật sự là con không có lấy tiền của mẹ. Con xin mẹ hãy tin con. Mẹ tin chứ. Tuy là mẹ không sinh ra con, nhưng con là một đứa con gái ngoan ngoãn, biết nghe lời, chứ không như con Thu. Con Thu thì nó hư lắm. Linh này, mẹ có việc này, mẹ cần con giúp đỡ, con giúp mẹ nhé. Việc à? Việc gì à mẹ? Con giúp mẹ đi lấy chồng để giả nợ nhé. Chả là mẹ thiếu nợ của người ta hơn 1 tỷ, mà bây giờ chỉ còn gả con qua đấy thôi là người ta sẽ xóa nợ cho mẹ luôn nhé. Con đồng ý giúp mẹ nhé. Mẹ ơi, con không muốn, con không lấy chồng đâu ạ. Dậy này, tao nuôi mày lớn từng này để bây giờ nói câu nào mày phản câu đấy à? Không muốn cũng phải cưới, nếu không ấy đừng có trách tao.
may mà còn có nó. Nếu không ấy, người phải gả bán đi hôm nay là con đấy. Xin mẹ đấy, mẹ nợ 1 tỷ nên mẹ mới bán nó. Bây giờ nhà còn mỗi mình con đứa quái nào nữa đâu. Nợ thêm thì bán cả con cũng nên đi. Mẹ bỏ cái thói cờ bạc của mẹ đi. Mẹ im ngay cái mồm đi. Cái đồ hư hỏng suốt ngày ăn chơi lêu lổng, không chịu làm ăn gì, đã thế còn ăn trộm tiền của tao. Mày tưởng tao không biết à? Này nhá, chính vì mày là con đẻ của tao ấy nên tao mới không nhẫn tâm gả mày đi cho cái thằng sắp chết đấy. Chứ còn con Linh ý, nó chỉ là con riêng, khác máu tanh lòng. Thì tao mới nhẫn tâm gả nó đi lấy chồng để giả nợ thay cho mày đấy. Nghĩ kể cũng khổ, sống đã khổ rồi, đi lấy chồng cũng không được theo ý mình. Thôi đừng có dở cái giọng thương xót ra đây làm cái gì cả. Hôm nay ý, nó là cái đứa không chịu khổ đau ấy, thì chỉ có thể là mày. Nhân tử không sống được đâu con ạ. Thôi nhanh nhanh, đưa nó đến khách sạn đi rồi mẹ gọi điện cho người ta đến đón dâu nhanh. Đi đi, nặng quá nặng quá. Đỡ con nhanh. Ui. Cậu đến rồi đấy à? Đây là con Linh, con gái của bác. Nó nghe bác kể về cháu mà nó thích quá, cứ đòi gặp luôn. Đấy thế mà, đấy, đợi lâu quá, lăn quay ra ngủ mất rồi. Thôi được rồi, giấy nợ đây. Nhưng mà trước tiên cháu cần cô ấy phải tỉnh lại đã, và đi đăng ký kết hôn với cháu, thì lúc đấy cháu mới xóa nợ cho bác được. Ê kìa, cháu đừng có chậm trễ như thế chứ. Bác đã đưa con gái bác đến đây là để gạo nấu thành cơm. Cháu nhìn xem, con gái bác nó xinh đẹp như thế cơ mà. Nhưng mà phải tội là nó bướng quá, cho nên mới phải dùng đến cái cách. Bác gái ạ, làm như vậy có tàn nhẫn quá không? Nếu mà nhắc đến chuyện kết hôn ấy, thì chỉ cần nói qua và đi đăng ký là được. Tại sao lại phải lén lén lút lút hẹn nhau ở trong khách sạn, rồi cô ấy thì nửa tình nửa mê thế kia? Này, chính vì bác thương cháu bị bệnh không có ai lấy, nên bác mới gả con gái của bác cho cháu. Cháu đã không biết điều thì thôi, lại còn nghi thần nghi quỷ gì ở đây. Thế nếu mà cháu không muốn thôi, để bác đưa con gái bác về. Cháu muốn có vợ. Đấy, thế có phải tốt không? Nhưng mà nói thật là bác đang cần tiền. Nếu như bây giờ ấy, cháu chuyển thêm cho bác một chút tiền thì tốt. Mà nếu không thì thôi, để bác đưa con bác về. Bác cần bao nhiêu tiền? 50 triệu. Cháu có tài khoản ngân hàng đúng không? Chỉ cần chuyển khoản cho bác là thôi. Được rồi, được rồi. Anh là ai? Sao tôi lại ở đây? Cô tỉnh lại rồi đấy à? Được thôi, vậy thì hãy làm tròn trách nhiệm của mình đi. Trách nhiệm? Này, anh đừng có lại gần tôi. Tôi không biết trách nhiệm gì cả. Anh mà lại gần tôi, tôi liều mạng với anh đấy. Cô này, cô làm cái trò gì đấy à? Chẳng phải là mẹ cô đã nói cô đến đây là vì tự nguyện, muốn kết hôn với tôi, sao bây giờ cô lại giở trò hả? Tôi phải bỏ ra thêm 50 triệu để được kết hôn với cô, vậy mà cô... Khốn nạn. Bà ta đúng thật là khốn nạn. Tôi không phải là con gái của bà ta. Tôi xin anh tha cho tôi đi, tôi không có muốn kết hôn. Chuyện này là sao? Sự thật là... Hôm nay là ngày lại mặt, con có chút quà đem biếu mẹ ạ. Con cảm ơn mẹ vì đã kiếm được chồng giàu có và đẹp trai cho con. Khi cưới xong con mới biết anh Phương, anh là chủ tịch của công ty Ham. Mèo mù với được cá rán, con không ngờ lại có ngày con được làm phu nhân của chủ tịch. Này, chị về đây lên mặt với ai? Chồng của chị đáng nhẽ là chồng của tôi đấy. Không biết xấu hổ còn bé lên mặt ở đây à? Em thôi đi. Nếu mà có hỏi em hỏi mẹ kìa. Mẹ chính là người gả chị cho anh ấy cơ mà. Mà có trách ý, thì em trách bản thân em. Xui xẻo không lấy được chồng giàu. Thôi con, Linh nó giận dỗi nên nói thế thôi. Chứ Linh nó vốn là người tốt. Hôm nay Linh đến đây cốt là để trả lại thân phận cho con ấy. Mẹ nói thế có đúng không Linh? Là sao ạ? Thì là thằng Phương vốn dĩ là chồng của cái Thu,
Bây giờ biết nó giả bệnh để thử lòng thì con mau mau giả lại thân phận cho em đi, rồi tí mẹ nói chuyện với thằng Phương sau. Không, khó khăn lắm con mới lấy được chồng giàu, tại sao con lại phải đổi cho em ấy? Mà hôm nay con đến thăm mẹ và em chỉ là cho trọn tình nghĩa thôi. Tí nữa anh ấy sẽ đến đón con. Này, nếu như mày đã không biết điều ấy thì đừng có trách tao ác nhá. Tao sẽ ngót mày lại rồi đưa con Thu ra cho thằng Phương. Nhanh nhanh. Mày làm cái gì đó? Bỏ con ra rồi. Chào con rể. Đây mới là con gái ruột của mẹ. Hôm trước là mẹ đưa nhầm người đến cho con đấy. May quá hôm nay con bé nó đến lại mặt thì mẹ trả lại vợ chính thức cho con. Thôi, mau mau chào chồng đi con. Em chào chồng. Mẹ, mẹ nghĩ là vị trí vợ của tôi muốn đưa ai đến đây đến rồi sao? Mẹ đang coi thường tôi quá rồi đấy. Đường đường là chủ tịch của một công ty lớn, mẹ nghĩ là tôi sẽ bị mẹ sắc mũi à? Tôi nói cho mẹ nghe này, mau đưa vợ của tôi là Linh ra ngoài này. Linh cái gì mà Linh? Thu mới là vợ của con. Em mới chịu nhiều ấm ức để đến với con. Con mau đón nhận em đi. Được. Nếu như mà mẹ muốn Thu làm vợ của tôi sẽ nhận Thu làm vợ với một điều kiện. Mẹ hãy trả lại số tiền mà tôi đã chuyển cho mẹ. Sau đó tôi sẽ lấy Thu làm vợ. Được được được, mẹ đồng ý. Mẹ sẽ chuyển khoản cho con. Con đọc số tài khoản cho mẹ đi. Đúng rồi. Được rồi, tôi đã nhận đủ. Vậy từ bây giờ trở đi, mối quan hệ của chúng ta chấm dứt. Hả? Và tôi đến đây là để gặp Linh, vợ của tôi, chứ không phải là để diễn trò với mẹ. Con nói thế là có ý gì? Để chết rồi mẹ ơi, để chết rồi. Bất ngờ chưa? Tôi biết là mẹ thấy tôi có nhiều tiền và muốn đổi vợ cho tôi. Nhưng mà ý tốt của mẹ thì xin lỗi, tôi không dám nhận. Tôi cũng chỉ muốn lấy Linh và cưới đi làm vợ của tôi thôi. Chuyện này bày ra, thực sự tôi muốn mẹ trả lại tiền cho tôi thôi. Khốn nạn! Mày dám lừa tao à? Trả lại tiền cho tao! Nhanh lên! Mẹ! Thôi, mẹ bình tĩnh. Bây giờ mình đi thưa công an đi. Mình kiện họ ra tòa, cho họ đi tù là xong. Vậy mới nói bình thường em phải học hành nhiều vào. Đầu óc lú lẫn hết cả. Người lừa chị kết hôn ý, là mẹ. Người lừa anh Phương tiền là mẹ. Dựa vào đâu mà em đòi kiện? Có kiện ý, chị và anh Phương mới là người kiện. Này, cái đồ ăn cháo đã bát kìa. Chị đi cấu kết với người ngoài, xong bây giờ chị về đây đối xử với hai mẹ con tôi thế hả? Tôi hỏi anh người, hai người đã bao giờ cho tôi tình thương chưa mà lại trách tôi? Từ khi bố tôi mất, cơm tôi ăn không được no, mặc không đủ ấm. Tiền của bố tôi để lại cũng bị hai người lấy mất. Hai người suốt ngày bắt tôi dọn dẹp, hầu hạ hai người. Kể cả cái chuyện tình cảm của tôi cũng bị cả hai người tính toán. Thôi được rồi, em không cần phải nhiều lời với họ làm gì cả. Được, mẹ muốn kiện đúng không? Tôi sẽ kiện cho mẹ xem. Đi thôi. Kiện mẹ Linh ơi, Linh ơi, mẹ xin lỗi con. Chị ơi, Linh ơi.